Xin kính chào các quý vị, xin kính chào các thầy và xin chào các bạn. Nhiều nước trên thế giới bắt đầu chủng ngừa COVID. Trước hết tôi giới thiệu là Nga. Nga bắt đầu tiêm chủng đại trà vaccine Sputnik 5 ngừa COVID ở Moscow. Ngày 5 tháng 12, Nga bắt đầu phân phối vaccine COVID-19 Sputnik 5 đến 70 phòng khám ở thủ đô Moscow. Đây là đợt tiêm chủng đại trà đầu tiên của nước này để phòng ngừa đại dịch. Lực lượng đặc nhiệm về virus corona của Moscow cho biết vaccine được ưu tiên cho bác sĩ và nhân viên y tế, giáo viên và nhân viên xã hội vì họ là nhóm người có nguy cơ phơi nhiễm virus cao. Trong 5 giờ đầu tiên, 5.000 người đã đăng ký tiêm chủng. Các giáo viên, bác sĩ, nhân viên xã hội, những người phải mạo hiểm sức khỏe và mạng sống hàng ngày nhất. Đó là câu nói của ông thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin thông báo trên trang web của ông ấy. Độ tuổi giới hạn được tiêm chủng đối với nhóm ưu tiên trên là từ 60 tuổi trở xuống. Những người có bệnh nền, người đã chủng ngừa trong 30 ngày trước hoặc những người mắc bệnh đường hô hấp trong vòng 2 tuần trước, cũng như những người mắc một số bệnh mãn tính và phụ nữ mang thai và cho con bú sẽ không nằm trong diện được tiêm vaccine chủng ngừa. Vaccine Sputnik 5 do Nga sản xuất được đăng ký vào tháng 8. Các nhà phát triển cho biết nó có hiệu quả 95% và không gây ra tác dụng phụ lớn nào, nhưng vẫn đang được thử nghiệm hàng loạt. Hàng nghìn người đã đăng ký để được chủng những mũi đầu tiên vào cuối tuần vừa qua. Một dịch vụ đăng ký trực tuyến cho phép cư dân thành phố trong độ tuổi 18 đến 60 đặt lịch hẹn miễn phí tại 70 địa điểm xung quanh thành phố. Các địa điểm chủng ngừa hoạt động từ 8 giờ sáng cho đến 20 giờ tối giờ địa phương. Mỗi người sẽ được tiêm 2 mũi. Mũi thứ nhất cách với mũi thứ hai là 21 ngày. Cho đến nay, Nga đã ghi nhận 2.431.731 trường hợp nhiễm virus và 42.684 trường hợp tử vong. Hôm thứ Bảy vừa rồi, Nga báo cáo mức cao kỷ lục hàng ngày với 28.782 ca nhiễm mới. Các bệnh viện trên khắp cả nước Nga đã bị quá tải. Moscow là trung tâm của đại dịch ở Nga, ghi nhận hàng nghìn trường hợp nhiễm bệnh và hàng chục người chết hàng ngày. Ngày 5 tháng 12, ghi nhận gần 8.000 ca mắc mới chỉ sau một đêm, tăng so với hơn 6.800 ca của ngày trước đó và cao hơn nhiều so với con số khoảng 700 ca hồi đầu tháng 9. Chính phủ Nga đã loại trừ việc phong tỏa vào tháng 11 vừa qua. Ông Sergei Sobyanin, thị trưởng Moscow, đã đưa ra các quy định ở Moscow
về giờ mở cửa của các quán bar và câu lạc bộ, chuyển sinh viên giáo dục đại học sang học từ xa và giảm các sự kiện văn hóa và thể thao. Ông cho hay chỉ trong 5 giờ đầu đã có 5.000 người đăng ký chủng ngừa. Tổng thống Vladimir Putin đã chỉ đạo triển khai tiêm chủng tự nguyện trên cả nước trong tuần này. Và Nga sẽ hoàn tất sản xuất 2 triệu liều trong vài ngày tới. Còn chính phủ Anh hôm 6 tháng 12 cho hay nước này sắp trở thành quốc gia đầu tiên tiêm chủng vaccine của Pfizer BioNTech với kế hoạch phân phối đến bệnh viện rồi mới tới các phòng khám. Từ ngày 8 tháng 12, tức ngày mai đấy, những người trên 80 tuổi, nhân viên y tế tuyến đầu, nhân viên tại trung tâm dưỡng lão và người cao tuổi sẽ được ưu tiên tiêm ngừa. Nước Anh sẽ đặt mua đủ vaccine để chủng ngừa cho 20 triệu người, trong đó khoảng 800.000 liều sẽ nhận được trong tuần này. Nước Anh bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 từ ngày 8 tháng 12. Nữ hoàng Anh Elizabeth II, 94 tuổi, và phu quân Philip, 99 tuổi, sẽ tiêm vaccine ngừa COVID-19 khi việc tiêm chủng bắt đầu tại Anh trong tuần sau. Việc nữ hoàng Elizabeth tiêm vaccine không phải là đặc quyền so với người khác, mà chỉ là vì bà thuộc nhóm tuổi được cơ quan y tế khuyến cáo nên tiêm vaccine trước. Bà nữ hoàng Elizabeth công khai thông tin tiêm vaccine ngừa COVID-19 là để khuyến khích người dân đi tiêm chủng để phòng dịch. Cơ quan chức năng Anh cấp phép cho vaccine của Pfizer BioNTech vào hôm 2 tháng 12 và dự kiến bắt đầu tiêm chủng từ ngày 8 tháng 12. Những người lớn tuổi sống trong viện dưỡng lão và những người chăm sóc họ sẽ được tiêm chủng trước. Tiếp theo đó là những người từ 80 tuổi trở lên và nhân viên y tế tuyến đầu. Anh đã đặt mua 40 triệu liều vaccine của Pfizer BioNTech đủ để tiêm cho 20 triệu người. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 800.000 liều được phân phối trong tuần đầu tiên. Lô vaccine đầu tiên đã được chuyển từ nơi sản xuất ở Bỉ sang Anh bằng đường bộ. Số hàng được giữ tại một địa điểm bí mật để kiểm tra chất lượng. Loại vaccine của Pfizer BioNTech hiệu quả 95% nhưng cần bảo quản ở nhiệt độ âm 70 độ C. Nếu để ở tủ lạnh thường, vaccine này chỉ có hạn sử dụng 5 ngày. Theo tờ The New York Times, sau nước Anh, Bahrain trở thành nước thứ hai chứng nhận vaccine của Pfizer BioNTech, trong khi Mỹ dự kiến cũng sớm chấp nhận vaccine này. Nhiều nước khác như Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha, Mexico, Na Uy, Bulgaria cũng chuẩn bị tiêm chủng các loại vaccine COVID-19 khác nhau và ưu tiên các nhóm có nguy cơ cao như nhân viên y tế. Tại Trung Quốc, chính quyền các tỉnh đang đặt hàng các vaccine nội địa, dù chính phủ chưa chính thức cho biết về kế hoạch phân phối trên cả nước.
hiện hơn 1 triệu nhân viên y tế và những người có nguy cơ cao ở Trung Quốc đã được tiêm vaccine COVID-19 theo kế hoạch sử dụng khẩn cấp. Ít nhất 5 vaccine của 4 hãng Trung Quốc đang được thử nghiệm tại hơn 10 nước trên thế giới. Còn ở Việt Nam, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết ngày 10 tháng 12, Việt Nam bắt đầu thử nghiệm vaccine COVID-19 của Nanogen giai đoạn 1 trên người. Ngày 10 tháng 12 này, Nanogen sẽ phối hợp với Học viện Quân y bắt đầu tuyển tình nguyện viên tham gia giai đoạn 1 thử nghiệm vaccine COVID-19 của Việt Nam. Sau đó một tuần sẽ tiến hành tiêm mũi vaccine thử nghiệm đầu tiên. Đối với đơn vị còn lại đang nghiên cứu vaccine COVID-19 là Polivac, ông Long yêu cầu tiếp tục tiến hành nghiên cứu, sản xuất, đồng thời hợp tác chặt chẽ với Nga, chủ động liên hệ với Trung Quốc để có thể tiếp cận với vaccine của các quốc gia này. Xin cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi livestream này. Xin chào tạm biệt.